còn mà không gấp ngay cửa đồ vừng sao. Nhớ tổ tiên ra đời đời hương khói cửa mỏ ta dòng dõi chân mây qua từ
thực dựng lên na đăng trà, quả thử kinh nhớ dâng lên ni, lòng tin con bái thỉnh nhi nhi chúa tiền là thanh bổng cửu trùng. Thiên nhiên cung kính mời thanh mẫu đệ nhất na thiên tiên ni, thanh vân công chúa thượng thiên mẫu ngự đồng, lô hương xà nhiệt pháp rơi mông ngân, chư phật hài hồi tất giao văn, tùy sư kết tường vân, thành nhị phương ngân, chư phật hiện toàn thân. Nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma ha tát, nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma ha tát, nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát. Thanh gia hồi cung đệ nhị địa tiên na cung thỉnh mời, thanh mẫu đệ nhị địa tiên tích sư hiện thành nhi trong đền sung sơn, giới hương định hương giữ tuệ hướng, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp xây cung, giảng thập phương vô lượng Phật, nhang tại nhiệt lỗ Phật bảo đinh trung lương sơn, la hát nạp thụ nhân gian cung. Nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát, nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát, nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát. Xoan thanh gia hồi cung thỉnh mời đệ tam thanh tiên ni, xích lân long nữ ngự biển thoại cung, trên đăng hài ngàn lỗ nhiệt minh ngương, gia du từ mẫu lương vô hương, hoa đôi đáp thanh lương trí tâm kim phương, nhất chu biến thập phương. Nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát, nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát, nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát. Thanh gia hồi cung có lệnh truyền ra thanh ngông, có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ này cũng là chư dinh ngô binh đao phạm nam thành. Quốc sử đi Việt Nam Trần Nị Thị, lịch nhị đế á, lịch nhị đế vương, kế thế nhân chỉ binh nhà thiên trường, đức nghi mạc địa danh, sơn hà nị dục ngã tu trung linh nhân kham kỳ. Mình nhìn nam bằng, nhìn không
đầu. Truyền ra thánh ông có linh truyền ra quân quan kỳ bộ nay cùng là chư sinh Ngô Binh đáo phạm Nam Thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi bên đông cửa tiếu cửa đài văn trang kính dâng thượng lai văn trang kính dâng thánh ông tố đôi chúa biên rõ ràng về cho nhị từ trang sinh. Nhị từ trang sinh phê cho nhị từ trang sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho dũng mạnh khang cường. Dũng mạnh khang cường về cho dũng mạnh khang cường đầu năm chí cuối lộc tài để đáng bốn mùa bát tiết can qua. Lưu quang
hoàng thiên nghi nga tích mình nghi nghi nam bang nghi nhớ sáng nghi nghi trần quán cổ ôi văn kinh luận vĩ độ Việt nhân thánh giá hồi cùng phục mệnh đế đình tôn quan ni nhớ phục mệnh đế đình nhớ huy gia sát quỷ nhớ trừ tình nhớ chóc tà lục chi ni thần thông nghi phép tôn quan ni lục chi nhớ thần ni nghi thông quyền thu tam giới nghi nhớ phi phong nghi phép nghiệp bầu quan ngài về truyền văn các quan tả cơ hữu đôi nghi lương ban đáo điện lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên binh văn mạ ní hằng hà kéo xa lệnh truyền thiên đổi văn cơ văn trang kính dâng thượng lai văn trang kính dâng ngài về tố đôi ni chép biết rõ ràng về cho đệ tử trang sinh nhị từ trang sinh phê cho nhị từ trang sinh chữ phu chữ quý khang đinh thọ trường phê cho dũng mạnh khang cường dũng mạnh khang cường phê cho dũng mạnh khang cường đầu năm chí quy lộc tài để đá bốn mùa bát tiết can qua tôn ni nhi quang ni
sáng thế. Xuống nghi cõi trần này cứu thế nghi độ dân. Sắc ban phong nghi nhờ thương đẳng nghi nhờ linh ngô thần khắp hòa Đại Việt nghi. Muôn dân nghi nhớ đào nghi cầu có tòa thánh thượng nghi đạo thánh hiền vô lượng nghi vô biên. Nhớ xưa tích cũ nghiệp mô màu tôn quan nghi đệ nhất ngự ơi nghi bầu kim ba tinh sở bắc nghi nhớ anh vầng hồng chiếu giang nghi nhớ nam minh con vui thủy quốc nghi đông ý đình vương quan hoàng từ sáng sinh nghi đền rồng đức gồm vẹn công dung nghi hòa mạc nghi bẩm
mi nhi sinh nhà thành tứ chất ý nhờ lòng nhan kiểu mời quang nhi lớn để tăng vương phi diệt màu oai đẹp khác thường. Dâng một chiến nhang Long Thành, dâng một chiến nhang tố về thoại phố vương ban các tòa tiền đình địa phủ Diêm La. Dưới miền thoại phố vua cha độc đình vột dòng làm chưa thủy cung. Khai quang dung nhan thập kỳ diêu, quang miên chiếu từ trung ngã tích tăng cung giang, kim phục hoàng lần cận thánh đê tiên trung vương. Văn sứ dâng lên thượng lai, văn sứ dâng lên quan về tổ đối ni chúa, biết rõ ràng về cha đệ tử trang sinh. Nhị tử trang sinh phê cho nhị tử trang sinh chữ phu chữ quỷ càng ninh thọ trường về cho dũng mạnh khang cường. Thank you.
đệ tử Tô Bản Ni Văn Đan dân ni sự tích ni đệ tam mi ni hoàng quan tam phủ quan lớn để tam về cho tới lành giang nước rẽ đôi dòng biển biếc xanh xanh dài sang thế mạch rồng uốn lượn chiếu càn khôn khí vượt tụ lai địa linh nga thiên sáng kỳ tài anh hùng giang thế dẹp loài sầm lăng luật võ thuật nì ai hằng giảm xanh so văn tài nhờ so văn tài trung chính ai đang xích đằng cho trí lành giang uy danh quan lớn dậy vang khắp vùng hình dục long bóng cả dương dương dâu dâu nghi mắt tượng lạ thường thượng đình phú quý chữ vương hiền đầu gặp ni vật nước ni đường điều nguy biển ni cảnh điều linh nhờ sóng biển ni sụp ngã sụp giá hồi cùng nhìn bàn loan đi tình quan đệ tứ vốn con trời cai ngự nghi tiền cùng thành ra hồi cùng xin quan quê nhà đền đình sang xin quan đi quê nhà danh lam cổ tích nghi nhớ ngự tòa ngồi cao thành ra hồi cùng tam vị chúa mường kính dâng văn đi tam vị chúa mường tây thiên chúa đệ nhật ni nhờ hội loan ni giáng đồng cổ triều định nhi lý trần lê sắc phong thượng đẳng nghi hiệu đề tôi linh tây thiên đạo địa linh tây thiên tam mỹ đạo địa
đàn chú ngự cành nhà thanh nhiệm màu, nén nhang thơm thành nhà kính quỳ tô, tiến dẫn nghi nhật bàn bắt ni chô chúa tiên ni chúa bà đệ nhật tây thiên. Rào ở chơi non nước nghi đôi nơi, rào ở trời cao mài lúc nghi sang nguyệt hồ có phen ta để tươi thành nhà đô. Để đa độ cho lộc nở như
hoàng. Cho già trẻ gái trai yên lành nhờ già chung nước thuần một dòng đi à. Bước bước lên non nghe tiếng đàn tiếng hát ca vang xuôi vang vọng lời ca đôi núi bao la sương phù nhạt nhòa hương nghi đông loạn ra về đây a à, thương thành đồ từ thấy thiên về đời. Nhiều quá sáng to đôi một bầu son sắc tốt tuy rườm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa tin chúa đốt đuốc sớm chiều vào giá lộc tài thế mới ban ra bốn phương tụ hội đem qua đêm này bán đi cho tiền tốt lụa dày bông lòng cho lắm về đến đây càng nhiều bán đi cho dày nhật sáng nhiều bông lòng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con phía sớm cùng ở 30 mùng 1 ngày 14 tháng 5 30 ngày mùng 1 ngày rằm 14 về bánh điệu sớm chiều ca vang tay tới bề bạc sừng vàng đem cho các ghế dù sang đời đời đem cho các ghế trót đời dù trời non ba bồng lại nước nhược nghỉ nghỉ chưa qua nhược nào phú thanh tao thạch bàn đi lô lô ngắn thiên nhang thoảng gió muôn năm thuyền đường nghỉ chỉ phật giáng lâm chỉ Phật ni giáng lâm mi bầu trời cảnh Phật đón tiên thấy ngàn tam đảo tỷ thiên di kỳ hồ bát nhã thời thời bất cổ có nước vàng thác bạc như huyền hồ dương văn ni tiên chúa huyền hồ bắc giang yên thế là nơi quê nhà bắc nghĩ giang nhật là nguyệt quang minh
Nguyệt Hồ Chúa Đệ Nhị giáng sinh nghi một cành. Ai lên ta tình nhì bạc nam thành nhì đường ngà suối bồ hạ con đường về bỏ than có bốn mùa hoa quả sương cấp bạc
cấp vàng cấp ngân cấp xiên cho lộc tài để đa độ cho lộc nở như hoa ý à. Hiện thân
nước nhà. Chúa ban tài đức lộc gần xa, độ cho đệ tử nhà nhà an vui. Chúa độ cho khắp hết mọi nơi. Được thời loạn xa từ chung ý à. Bài sai đôi chiêu lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn cha. Bình tĩnh hãy mang chức mang ra, mang che mang lửa cơm làm cha. Cho ghê chúa nhất tâm, chúa về đồng cấp bạc cấp vàng, cấp ngân cấp xiên cho lộc tài để đa, độ cho lộc nở như hoa. Độ cho lộc nở như nghiệp lộc gần xa cho đồng ngân hơn trên phần thánh chứng mình ý hà. Quan cái núi bạc núi vàng, quan cái bát bộ sơn trang các tòa, sắc lệnh ban khắp tòa tiên giới. Bát bộ sơn trang nghe lệnh chúa truyền đi à, cả cuộc đời. Biết chúa ra hết ý cả cuộc đời, ấm mỹ no hạnh phúc bao người mình thương. Nay anh mà
cắn số giờ dương, thành tấm thắp một tuần hướng nguyện cầu Chúa ban cho sở cầu như ý Chúa cho người phúc nghi đằng hà xa ý. Của Chúa bà ban cho hạnh phúc nhà nhà bình an, nếu ai bà duyên số giờ giang ý à. Thánh gia ngồi cùng tiên thánh thường ngàn dâng văn, tiên thánh trên ngàn đồng cung tuân quà sáng đền chứng đây ở trên ngàn gió thổi dùng cây. Đàn chim bay về ngàn cánh khuya nguyệt lặn ní sao tàn thói xanh bát nguyệt khoan ní khoan trèo vào đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao ní.
thập ngàn châu, chín tầng khe suối một bầu tiêu dao, dòng trời ngàn quê ngàn đào chiều nương mây gió, chẳng sao lững lờ đội nón buồm vai quầy lắng hoa. Dân nhạc lễ mẫu tam tòa yêu thừa nhạc nhạc hát ca vang lừng về đồng tiền cung tuần hương, dâng lên tam bảo mười phương hộ trì, tay dân hương việc thiện từ bi tam tòa tiên thanh cho thành đồng. Bài sai đông chiều lục cung, nàng ngân nàng ái vốn dòng sơn trang, tinh trồ hay măng trúc măng giang, măng mai măng nứa cần làm đầy ngàn, măng mai măng kỳ đề đồng trừng đông sơn trang, trừng rừng trừng núi bạc vàng kim ngân, trừng nghi cho thập nhị cô tiên tàng. Cầu buôn cầu bán cho buôn may đắt hàng, ngày hôm nay con có mâm trầu trình ý nhà. Ngày hôm nay con có mâm trầu trình, trước chân Phật thánh sao con trình của cha, trình lên cúc mẫu hội đồng quan lớn trình tòa sướng trang, trình lên thập vị quan hoàng ý à. Xong đang ai hấp mi thoáng bên lầu, một bầu xuân sắc tốt tươi rượm già, nhiều hoa chùa bà đốt đúc vào giá sớm chiều, hồ hồ mây nắng chiếu lưng đèo chân đi hay sao băng băng. Lộc cho lắm vì đấy càng nhiều, bác cho dài nhất sang nhiều, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thánh đồng con khuya sớm cùng thờ, 30 bồng bổ hôm 10 tư hôm rằm, 30 bồng bổ ngày rằm 10 tư. Hồi vui
ngự chính ngôi. Dưới suối trên đồi ai kẻ dám đang tuyệt cay bảo lạc Hà Giang. Chiều nước mây gió trắng sao lực lờ non.